chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Từ Thánh Nguyên nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh và Truyền hình Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, tờ bạc polymer mệnh giá 10 bảng mới của Anh đã chính thức được đưa vào lưu thông từ ngày 14 tháng 9. Tờ bạc mới này được in hình nữ văn sĩ nổi tiếng người Anh Jane Austen thay cho tờ tiền giấy 10 bảng in hình nhà khoa học Charles Darwin đang được lưu hành. Sự kiện này đã nhận được sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước, nhất là từ các nhà sưu tập khi họ đã bắt đầu săn lùng các series đầu của tờ 10 bảng mới này. Tờ 10 bảng mới có kích thước nhỏ hơn tờ 10 bảng cũ và ở góc trái của tờ tiền mới có các chấm dập nổi giúp những người khiếm thị có thể phân biệt được giá trị của tờ bạc này. Tờ 10 bảng Anh có ý nghĩa lưu niệm rất lớn, nhất là đối với Jane Austen, vì trước đây nữ văn sĩ từng nhận được 10 bảng Anh từ nhà xuất bản cho cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình. Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị là người sở hữu tờ bạc 10 bảng đầu tiên với series AA01, 000001. Người thứ hai có trong tay tờ 10 bảng mới là hoàng thân Philip, chồng nữ hoàng và người thứ ba là thủ tướng Anh Theresa May. Cách đây tròn một năm, tờ bạc Polymer mệnh giá 5 bảng cũng chính thức được phát hành. Khi đó, đồng năm bảng có series aa 01 được bán với giá hơn 4.000 bảng tại một cuộc bán đấu giá từ thiện. Với tổng trị giá 8 tỷ bảng, đồng tiền giấy 10 bảng hiện nay sẽ ngừng lưu hành từ mùa xuân sang năm. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Anh chưa ấn định ngày cụ thể cho việc rút đồng bạc mệnh giá 10 bảng hiện nay ra khỏi lưu thông. Menbook của Australia đã vượt qua 139 thành phố khác để đứng đầu bảng xếp hạng thường niên những thành phố đáng sống nhất thế giới. Bảng xếp hạng do EU, -E đơn vị cung cấp các thông tin dự đoán và phân tích về các quốc gia trên thế giới thuộc tạp chí Economist đưa ra mới đây. Đã là năm thứ bảy liên tiếp, Melbourne giữ vị trí quán quân bảng xếp hạng những thành phố đáng sống nhất thế giới. Thành phố này đáp ứng các tiêu chí về môi trường sống nói chung, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc y tế, giáo dục, sự ổn định, môi trường và hệ thống cơ sở hạ tầng. Về kinh tế, Melbourne Man... <laughs> là trung tâm thương mại, tài chính quan trọng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và xếp hạng thứ 30 trên bảng chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu. Với người dân xứ sở chuột túi, Melbourne còn đảm nhiệm vai trò là kinh đô văn hóa bởi thành phố có tên trong danh sách các thành phố văn chương UNESCO và là thiên đường của âm nhạc, kịch nói, nghệ thuật truyền thống cùng nhiều loại hình nghệ thuật đường phố đặc sắc. Kết quả của EU đánh giá dựa trên sự ổn định của quốc gia, kinh tế, văn hóa và môi trường, giáo dục cũng như cơ sở hạ tầng của 140 thành phố trên thế giới. Bộ Cổ vật Ai Cập thông báo, các nhà khảo cổ nước này đã phát hiện một ngôi mộ cổ hơn 3.500 năm tuổi tại khu vực gần thành phố Luxor, cố đô xưa của Ai Cập, được biết đến với cái tên Tibet. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập Khaled Al-Anani An cho biết ngôi mộ này là của thợ kim hoàn nổi tiếng Amenemhat sống trong triều đại thứ 18 thuộc giai đoạn vương triều mới của Ai Cập cổ đại khoảng thế kỷ 15 trước công nguyên. Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ còn tìm thấy các bức tượng của thợ kim hoàn Amenemhat cùng vợ và một trong những người con trai của ông, các xác ướp và một số đồ trang sức quý báu. Hồi đầu năm nay, giới chức Ai Cập cũng thông báo đã phát hiện một ngôi mộ của một vị thẩm phán sống trong giai đoạn vương triều mới ở thành phố Luxor. Ngoài ra, các nhà khảo cổ Thụy Điển cũng tìm thấy 12 nghĩa trang cổ đại có niên đại cách đây gần 3.500 năm gần thành phố miền Nam Aswan. Các di tích cổ đại của Ai Cập là một trong những điểm hấp dẫn thu hút du khách quốc tế và giới chức nước này cũng đang hy vọng sẽ có những phát hiện mới trong thời gian tới để giúp ngành du lịch khởi sắc. Tiếp tục chương trình là một số tin tức văn hóa đáng chú ý. Album mới của ngôi nhạc pop quá cố Michael Jackson mang tựa đề Scream, tiếng thét sẽ được phát hành ở định dạng kỹ thuật số vào ngày 29 tháng 9, trong khi đĩa CD và đĩa than album này sẽ được lên kệ vào ngày 27 tháng 10 tới. Album Scream mang chủ đề Halloween là một tập hợp những ca khúc đình đám của Michael Jackson về đề tài này như Torture, Scream, Theatron và Ghost. Theo hãng thu âm Epic Legacy Recordings, chịu trách nhiệm thực hiện album này, album Scream sẽ gây ấn tượng mạnh tới khán thính giả thông qua cách hóa trang nhân vật, hiệu ứng ánh sáng và nhiều yếu tố gây bất ngờ khác. Album Scream là một trong những dự án sinh lợi nhuận đang được tổ chức quản lý di sản Michael Jackson xúc tiến. Diễn ra từ ngày 6 đến 17 tháng 9, Liên hoan phim quốc tế Toronto 2017 năm nay quy tụ 300 phim truyện nhựa và phim ngắn từ 74 nền điện ảnh trên thế giới, trong đó nhiều phim xoáy đến sự sống sót trong những thời khắc khó khăn với những căng thẳng chính trị, tôn giáo và chủng tộc ngày càng gia tăng trên khắp thế giới. Giám đốc điều hành Liên hoan phim Toronto Pierre Henling cho biết, chủ đề lớn của sự kiện năm nay là sự sống sót, theo đó, một số bộ phim tham gia liên hoan phim năm nay sẽ xoay đến những vấn đề nổi cộm và mang tính thời sự như hiện tượng biến đổi khí hậu, sự gia tăng dân số và khủng bố hay việc Triều Tiên thử thành công bom hát. Liên hoan phim Toronto được xem là cơ hội thuận lợi để các hãng phim quan tâm đến giải Oscar quảng bá các tác phẩm điện ảnh của mình với hàng trăm các nhà làm phim và diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ ở thành phố lớn nhất Canada nữ diễn viên nổi tiếng hollywood angelina jolie đang lên kế hoạch trở lại công việc sau một thời gian dài tạm vắng bóng để giải quyết chuyện gia đình Thông báo trên được cô đưa ra khi đang phát biểu trước báo giới tại liên hoan phim Telluride đang diễn ra tại bang Colorado của Mỹ, nơi bộ phim mới của cô First the King My Father được chiếu ra mắt và nhận được sự chào đón nhiệt liệt. Angelina Jolie đã không xuất hiện trên màn ảnh lớn kể từ khi phát hành By the Sea năm 2015, bộ phim cô vừa đạo diễn vừa đảm nhận vai chính, mặc dù có tham gia lồng tiếng trong Kung Fu Panda 3 hồi năm ngoái. San Diego, bang California, Mỹ là một thành phố có nhu cầu sử dụng nước rất lớn. Khoảng 85% nguồn cung nước sạch của thành phố này đến từ những vùng cách đó hàng trăm km. Tuy nhiên, chính quyền bang này đã sử dụng công nghệ để biến nước thải thành nước sạch phục vụ nhu cầu hàng ngày của người dân. Đây được xem là bước đột phá trong cuộc chiến nước sạch. Dự án nước tinh khiết được triển khai sau khi thành phố San Diego gặp khó khăn khi giá nước ngày một tăng cao. Công nghệ lọc nước thải để trở thành nước tinh khiết đã tái sử dụng lượng nước thải trong sinh hoạt và sản xuất. Những áp lực về y tế, tài chính luôn thúc đẩy chúng tôi tìm ra giải pháp để tự cung cấp nước sạch cho người dân, đặc biệt ưu tiên những dự án bảo vệ môi trường. Bước đầu tiên, nhà máy xử lý nước này sẽ tiếp nhận một triệu ga lông nước thải và chứa trong các bể, sau đó trải qua quá trình sụp ozone để loại bỏ tạp chất ban đầu. Bước tiếp theo là lọc qua hệ thống ống lọc carbon sinh học. Bước này sẽ loại bỏ được từ 30 đến 50% các vi khuẩn trong nước. Tiếp đến, nước lại tiếp tục được đẩy đi qua màng lọc tinh vi hơn với áp suất lớn. Màng này có độ dày nhỏ gấp 300 lần sợi tóc bình thường và chỉ giữ lại muối cùng một số khoáng chất trong nước. Nguồn nước của chúng tôi được xử lý qua năm công đoạn, do đó chất lượng nước được đảm bảo. Nước không có mùi vị lạ hoặc bất cứ tạp chất gì còn lại trong đó. Cuối cùng là bước xử lý bằng tia cực tím và lọc lần cuối trước khi đưa vào cung cấp cho hộ gia đình và các nhà máy. Vi khuẩn có độ nhỏ hơn 50.000 lần siêu vi nhỏ nhất cũng được loại trừ và cho ra nguồn nước tinh khiết có thể uống ngay tại vòi. Sự án này đã giúp người dân thành phố trải qua những đợt hạn hán hay ngập lụt, thiếu nước sạch để sinh hoạt. Bên cạnh đó, việc nước được sử dụng quay vòng đã tránh được việc lãng phí nước và xả thải ra môi trường. Nguồn nước này đã trải qua 28.000 thí nghiệm và kiểm định để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Dự án trị giá 3 tỷ đô la Mỹ này có khả năng xử lý và cung cấp 3,7 triệu lít nước mỗi ngày, cung cấp tới 1/3 nhu cầu của thành phố cho tới năm 2035. Chính quyền San Diego dự kiến đến năm 2018 sẽ xây dựng thêm một cơ sở lọc nước tinh khiết ở phía bắc thành phố. Công nghệ lọc 5 bước này cũng được nhiều nơi trên thế giới áp dụng và trở thành một trong những giải pháp xử lý nước tiên tiến và hiệu quả cao. Mấy ngày vừa qua, câu chuyện người mẫu siêu gầy đang nóng trong dư luận đây không chỉ là câu chuyện riêng của ngành thời trang nước ta. Mới đây, hai tập đoàn thời trang lớn của Pháp đã tuyên bố tẩy chay người mẫu siêu gầy trong một nỗ lực để xóa bỏ chuẩn mực cái đẹp lệch lạc trong tâm trí nhiều người. Tại sự kiện tuần lễ thời trang Paris, sự kiến bắt đầu vào cuối tháng 9 này, các khán giả có thể thấy những người mẫu đầy đạn hơn thay vì quá mảnh mai như trước đây. Lý do là Kering và LVMH, hai tập đoàn thời trang lớn của Pháp, sở hữu những thương hiệu đình đám như Gucci, Yves Saint Laurent và Louis Vuitton đã tuyên bố họ sẽ không sử dụng những người mẫu có size nhỏ hơn 2, theo size Mỹ. Hai ông lớn trong ngành thời trang đã đưa ra động thái này nhằm đáp trả lại những chỉ trích cho rằng ngành công nghiệp thời trang góp phần cổ suý chứng rối loạn ăn uống. Quy tắc mới này là một phần của điều luật yêu cầu các người mẫu phải có chứng nhận sức khỏe, đồng thời không cho phép sử dụng người mẫu dưới 16 tuổi để chụp hình cho các sản phẩm của người trưởng thành. Cô Iskra Lawrence là một người mẫu 26 tuổi. Trước đây cô từng được cho là quá béo để có thể trở thành người mẫu, quyết định rời bỏ nước Anh để sang New York phát triển sự nghiệp. Giờ cô đã trình diễn trên sân khấu của Mission Kors, American Eagle và hiện có 4 triệu người theo dõi trên Instagram. Chúng ta luôn có ảo giác và những tưởng tượng về ngành thời trang. Tôi nghĩ chúng ta cần giáo dục người trẻ rằng, những hình ảnh mà các bạn nhìn thấy, cho dù lấy là trong tạp chí, trên truyền hình hay là một người nổi tiếng, thì tất cả đều đã được chỉnh sửa. Các bạn không nên cảm thấy mình thua kém họ khi nhìn vào đó. Lệnh cấm này được xem là một động thái tích cực, đặc biệt với những người đang gặp rắc rối với ngoại hình của mình tôn sùng vóc dáng mảnh khảnh có thể dẫn tới những sai lầm trong nhận thức của mỗi người, khiến nhiều phụ nữ tin rằng giá trị của bản thân được thể hiện thông qua việc mình có đủ gầy hay không. Đến đây thì chuyên mục từ Thái Nguyên ra thế giới của Đài Phát Thanh và Truyền Thái Nguyên xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.